không phải nó bị nó bị chờ bỏ cái nhã khác vô xong quay nó tạch nó nở ra nó búng rồi đó con nhà gặp lại mát anh đi một bánh tráng mà nhà bộ được chỗ nào. Dạo qua những góc phố, dạo qua những lối nhỏ, nụ cười luôn trên môi, có bạn gần bên tôi. Ta hãy cứ sống hết mình, chờ dấu điều chi, và cho nhau khoảnh khắc để sẻ chia ước mơ. Có nghe không thế giới chào đón, chân hay bước nhanh hơn, thời gian cứ trôi. Sao ngồi chờ ai mang niềm vui, tôi che trong ta chỉ một lần đến thôi. Hãy cùng để ước mơ bay lên trong giây phút này, bạn cứ nắm lấy tay tôi, hãy vào từ sống với chính mình, tự do với đời, đừng để hoài lên tiếng.